thơm ngon vô cùng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại đến với các bạn và giới thiệu với các bạn là một món bánh tráng cuốn. Đây là bánh tráng, đây là bánh, đây cái vỏ bánh tráng đây. Đấy. Các nguyên liệu kèm theo thì nó có là, đây là thịt xay các bạn nha. Đây là tương ớt, nước mắm và đường. Đây là hạt lêm, hạt tiêu và đây là lực cốt me. Trong đó có mộc nhĩ, ớt quả, cà rốt, đây là củ đậu và hành khô, tỏi khô. Ớt quả này là ớt cay, còn ớt này là ớt xào. Và đây là sả. Đấy. Còn đây một chút nữa thì đây là một cái món sa tế. Đấy. Bây giờ trước tiên để làm món này thì tôi phải đi thái mộc nhĩ và thái các cái nguyên liệu gia giảm này. Đấy nhá, tôi bắt đầu vào làm. Đấy, bắt đầu bây giờ là ta đi làm nhân nhá. Ta đi làm nhân là ta phải làm, ta xào cái thịt lên. Và trong đó có mộc nhĩ, rồi có hành khô phi thơm. Sau đó ta mới cho rau củ quả vào. Tôi làm đến đâu tôi sẽ giới thiệu với các bạn tỉ mỉ nhá. Hoa quả là ta phải thái hạt lựu. Rồi còn thì cái mộc nhĩ ta phải thái nhỏ nó ra. Bây giờ tôi sẽ đi thái mộc nhĩ. Các bạn nhớ là mộc nhĩ ta phải rửa thật sạch, tẩy đi cho nó thật thơm. Đấy, bây giờ tôi đã tẩy và cho nó thơm lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ có thái để tôi làm nhân. Bây giờ tôi thái đến ớt là thái hạt lựu. Đấy, tôi đã thái ớt xong thì bây giờ tôi làm đến củ đậu các bạn. Các bạn ơi, tôi đã làm xong củ quả đây rồi. Và tôi sẽ đi nhóm bếp. Các bạn ơi, bây giờ thơm lắm rồi, hành thơm lắm, tôi cho thịt vào đây. Đấy. Các bạn phải xào thịt trước. Đấy. Thịt bao giờ là nó cũng lâu chín hơn, hoa quả thì các bạn cho sau cùng. Đấy, như vậy là lửa cháy rất to, tôi phải để ra ngoài đã. Tôi để ra ngoài là tôi cho một chút nước mắm này. Một chút hạt lêm này. Một chút hạt tiêu này. Các bạn chỉ cho vừa phải, đừng cho mặn đậm quá là nó sẽ mặn lại. Các bạn ơi, tôi cho mộc nhĩ. Đây, mộc nhĩ tôi phải cho vào trước cái củ quả. Đây, tôi xào thịt với mộc nhĩ đã chín rồi. Bây giờ các bạn nhớ là chín rau, à chín thịt với cả mộc nhĩ rồi thì các bạn sẽ cho rau củ quả. Đã đun này là rau củ quả nó cũng ra nước. Nhìn rất là hấp dẫn mà rất là thơm. Đây, xong rồi. Đấy, bây giờ là đã xong rồi đây. Tôi sẽ cho ra bát xong rồi.
là tỏi. Các bạn nhớ nha, tôi làm này, tôi đến ớt bây giờ tôi dạ ớt, tôi băm ớt thất nhỏ này. Thế nhưng mà tôi chỉ cho 2 quả ớt thôi. Nếu mà các bạn cho nhiều quá là cay. Bạn nào ăn được cay thì để ăn ngoài. Bây giờ tôi sẽ lồi bếp lên để tôi phi lên để làm nước chấm nhá. Cái môn nước chấm này là một cái môn quan trọng như phết các bạn ạ. Thơm ngon hay không nó cũng cả ở nước chấm. Đây, tôi phải dùng, lúc nào tôi phải dùng đũa dài này. Xả mấy tỏi thơm lừng lên là các bạn cho lực me vào. Đây là nước cốt me đây các bạn ơi. Khoáng đều lên. Đây là tôi cho nước mắm nha. Tùy các bạn nha, bây giờ tôi cho này là hợp lý là vừa. Nó chỉ còn chỗ này nước mắm là vừa. Các bạn ơi, bây giờ tôi cho một thìa đường. Nó phải có ngọt ngọt, chua chua, cay cay, đậm đậm. Thì đấy mới là nước này là nước chấm là hợp lý. Tôi sẽ cho một chút sa tế các bạn, đừng cho nhiều. Đấy, chỉ lấy cái hương vị đấy nha. Đây, tôi chỉ cho bằng này sa tế. Như vậy là nước chấm tôi đã làm hoàn thành xong. Bây giờ tôi sẽ cho ra bát. Cái nhân này này các bạn phải để cho nó nguội. Nếu mà các bạn làm mà nóng quá cho vào đây thì nó sẽ mềm xoạt hết cả cái bánh. Đây các bạn, đây tôi phải cuốn như thế này. Các bạn cuốn làm sao cho lựa cho nó hợp lý vừa phải thôi nhá. Nếu các bạn làm lặng tay quá là nó sẽ vỡ ra đấy. Các bạn dùng cái xiên xiên. Đây, xong rồi đây các bạn ơi. Tôi đã làm xong. Đây. Đây, cái mẹt này tôi để lên giữa mâm. Đây, các bạn đã thấy không? Các bạn ơi, tôi đã làm xong nha, một cái mẹt bánh tráng cuốn đấy rồi. Bây giờ là các bạn phải nhớ này, nó nóng ta phải ăn nóng mới ngon. Đấy. Nhưng mà các bạn làm là về sau này làm cho chính mình ăn ấy, rửa tay sạch đi. Thế xong thì các bạn cuốn bằng tay thì nó thất tay, làm nó nhanh hơn. Còn nếu mà mình làm mà cho một cái găng tay bằng ni lông á, thì cái món này nó cũng trơn. Xong thì cuộn đi cuộn lại nó không thất tay. Các bạn làm chặt quá thì khi cuộn lại nhá, để cuộn vòng tròn mà. Thế cuộn lại thì nó sẽ bị vỡ. Đấy, cho nên các bạn phải cuộn nó chỉ lỏng tay thôi. Thì các bạn mới làm được như thế này. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Rất là tuyệt vời. Trong này là nhân tôi đã giới thiệu với các bạn ngay lúc đầu rồi. Cái nước chấm này các bạn nha. Đây là hương vị của nước chấm mà mình làm. Mình cũng đã giới thiệu tất cả các hương vị gia vị đây rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng tôi.
Để xem hôm nay là bánh tráng cuốn này thì của tôi xem là nó ngon mức độ nào đây. Ú chà chà, cái nước nó cứ sánh đặc này. Thơm ngon vô cùng. Hương vị rất ngon. Thơm mà trong này là có cả các củ quả vào đây. Ui giời, còn gì bằng nữa. Chua chua, ngọt ngọt. Nó vừa phải, không bị mặn mà không bị nhạt. Còn các bạn ăn, nếu như các bạn thích cái nhân của nó, loại thực phẩm gì thì các bạn hãy cho nhé. Ví dụ như thịt lợn này, hay là thịt gà này, hay là thịt bò. Đấy, thì các bạn có thể đổi hoa quả, củ quả đều được. Các bạn thích ăn cái gì các bạn sẽ làm theo cái khẩu vị của các bạn. Thời gian làm thì các bạn đã biết rồi, không có gì là lâu lắm đâu. Chỉ có sao nhân xong các bạn để nguội là được. Sau đó các bạn cuộn lên là các bạn dùng được luôn. Và lực chấm mỗi người một chân tay làm, thời gian rất ngắn. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật các bạn đã nghỉ làm, các bạn làm thì tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì các bạn có yêu cầu gì làm về các cái món riêng cho các bạn thì các bạn hãy để lại cái phần cuối cùng, về cái phần nhắn cuối cùng vào cái phần bình luận để tôi sẽ tiếp thu và xin nhận làm giới thiệu cho các bạn tỉ mỉ hơn. Xin chúc các bạn luôn trẻ khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bò nướng sốt mè rất là thơm ngon. Bây giờ như thế này là các bạn đã sử dụng được rồi đây. Ngọt ngọt chua chua, hơi đậm vừa phải, rất thơm ngon. Cái này mà ăn với bánh mì thì tuyệt vời. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món bò nướng sốt me. Nướng sốt me mà ta ăn được nóng ấy thì nó rất là ngon các bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái bếp. Thịt bò các bạn hãy nhớ là ta mua cái thịt bò thăn nhé. Kèm theo các gia vị là có đường này, có dầu hào này, một chút mì chính này, hạt tiêu, nước mắm. Ta phải cho thêm một chút vừng để cho nó thơm. Sả này, ớt này và hành tím, tỏi này. Và bên này thì có ớt chuông này và hành tây, nấm kim và nấm sò và một chút rau muống. Đầu tiên tôi chế biến hành và tỏi trước này. Các bạn thái nhỏ xong thì chút nữa thì các bạn phải cho vào cối các bạn giã, giã nhuyễn nó ra. Chả thì các bạn không nên thái nhỏ quá, để ta thái nó chỉ vừa thôi, bằng một đốt ngón tay. Sau đó ta giã. Đây tôi cho các cái tỏi này, hành tím này, với sả tôi cho vào cối để tôi giã. Tôi sẽ cho hai quả ớt sừng. Đây các bạn ơi, tôi đã giã các cái tỏi với cái sả, mấy hành nó nhỏ rồi, tôi cho ớt. Đây tôi cho các cái gia vị tôi đã giã nhỏ rồi. Nếu các bạn có cái máy xay thì các bạn cho vào xay cho nó nhanh. Tôi sẽ cho các cái gia vị vào đây. Cho một chút nước mắm, cho một chút mì chính, cho một chút hạt lêm. Đây, tôi cho một chút hạt tiêu. Các bạn cho một thìa đầy đường là được rồi. Đây là nước tương nha. Các bạn ơi, bây giờ tôi thái đến hành. Đây là hành tây. Tôi chỉ thái một củ hành tây thôi và một quả ớt chuông.
ta thái một lửa quả xanh, một lửa quả chín. Các bạn nhớ là ta thái cái miếng nó vừa phải. Đấy. Đây, tôi đã thái xong ớt và hành. Tiếp tục tôi thái đến thịt bò. Các bạn ơi, tôi đã thái thịt bò xong rồi. Đừng lên mỏng quá, mỏng đừng lên dày quá. Nó chỉ vừa phải. Chút nữa ta nướng cùng với cả nước sốt me thì nó sẽ hợp lý các bạn ạ. Bây giờ để tôi sẽ cho một chút nước sốt me vào đây. Đấy. Đây, nước sốt me và gia vị tôi đã trộn đều. Bây giờ tôi sẽ trộn thịt bò vào để tôi ướp. Tôi cho thêm một chút coi như thế này hành tây, còn để lại hành tây nướng nên là tôi sẽ cho cùng vào. Đây, các bạn trộn thật đều và các bạn cho thêm một chút vừng. Đây. Các bạn nhớ là ta phải trộn thật đều, sau đó để ướp vào khoảng độ 15 đến 20 phút để cho thịt bò ngấm tất cả các cái gia vị này vào. Sau đó ta cho vào nướng. Các bạn ơi, thịt bò tôi cũng đã ướp được coi như thế là 20 phút đây rồi. Tôi bắt đầu dùng bằng đến cái bếp nướng này. Bếp nướng này rất thuận lợi các bạn ạ. Dùng cho gia đình chúng ta coi có thể là 5-6 người ăn vẫn vô tư ngay tại bếp. Nó rất thuận lợi là chúng ta còn ăn được cả nóng nữa. Bây giờ tôi sẽ bật bếp lên này. Đây, chế độ của nó cao nhất. Nếu như hợp lý rồi thì ta để cái chế độ nó trung bình. Thì ta ăn nóng là cái mùa này là nó có xe lạnh. Ta ăn nóng thì rất là ngon các bạn. Tôi sẽ cho mỡ. Nếu các bạn dùng mỡ lợn, mỡ heo. Đấy. Có thể các bạn dùng bằng bơ. Đàn đều ra. Mỡ đã chảy ra rồi và nóng ra rồi, các bạn sẽ cho thịt bò vào. Đấy. Khi nó đã hợp lý thì các bạn sẽ gạt sang một bên. Đấy. Các bạn cho hành tây. Cho một chút ớt chuông này, ớt sừng này. Cái bếp này đa năng rất là tốt các bạn ơi. Đó, các bạn sẽ cho lấm sò với lấm kim. Củ quả là với lấm này là nhanh chín lắm, mới hành, mới ớt. Các bạn dồn vào một chút thì các bạn lại cho một chút rau muống. Đó. Tôi đã làm xong bò nướng sốt me rất là thơm ngon. Bây giờ như thế này là các bạn đã sử dụng được rồi đây. Bạn ơi, thịt bò nướng với cả nước sốt me tôi đã làm xong rồi. Bây giờ là để cái lấc nó trung bình thôi.
tôi không để cái lớp nó to nữa. Nó chỉ có cái độ của nó chỉ hơi lăn tăn, nó sôi là được, để tan cho nóng. Mà các bạn hãy nhớ là không nên quên cái bánh mì này nữa, để tan kèm. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ngon quá các bạn ơi. Ngọt ngọt chua chua, hơi đậm vừa phải, rất thơm ngon. Cái này mà ăn với bánh mì thì tuyệt vời. Đấy, các bạn sẽ cho vào đây. Đấy, cho rau củ quả vào đây. Đấy, các bạn tưới một chút nước vào đây. Đấy, nước sốt me bây giờ mới hơn nữa là củ quả rau này là nó cũng ra thêm nước nữa. Ngon quá các bạn ạ. Thịt bò mềm, lầm sò ăn vừa giòn mà vừa thơm. Nước sốt chua chua cay cay ngọt ngọt, quá vị đậm đậm. Các bạn hãy nhớ là ta không nên cho đậm quá. Nếu đậm quá thì ăn nó mất ngon. Đảm bảo chất dinh dưỡng, trong đó có cả rau này, củ quả. Phải nói rằng các bạn ơi, tuyệt vời là ngon. Vì cái bếp này là bếp đa năng. Khi các bạn ăn đến đâu thì các bạn có thể lại vén dần các cái rau củ quả lên, cho các bạn lại cho tiếp vào. Gia đình lúc nào ăn vẫn là nóng mà lúc nào cũng là ngon. Các bạn làm cho gia đình một bữa như thế này thì phải nói rằng gia đình các bạn rất hạnh phúc, vừa đảm bảo được an toàn vệ sinh mà không có gói thuốc bảo quản gì cả. Đây là các bạn tự mua các cái thực phẩm ngon này, bánh ngon này, rau củ quả ngon này, thì các bạn làm lên gia đình các bạn ăn thì phải nói rằng không có cái gì để chê được nữa. Mà thời gian làm thì cũng không có gì là lâu, rất là nhanh các bạn ạ. Chỉ trong vòng chỉ độ 60 phút là các bạn đã làm xong. Từ rửa rau rồi các bạn làm các cái gia vị, thái gia vị rồi các bạn tẩm ướp. Như vậy là gia đình các bạn có một nồi ăn vừa nóng vừa quây quần trong những cái ngày Tết hoặc là những cái mùa xe lạnh này thì phải nói là tuyệt vời, là thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn có yêu cầu làm về món gì riêng tư thì các bạn hãy để ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ để cho các bạn được thấy nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Các bạn dầm cho nó hợp lý. Đấy, để cho nó quyện cái nước me vào một lần nữa. Rất là vừa ngon các bạn ạ. Nướng sốt mắm me như thế này thì ăn nó có cái thú vị riêng của nó các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món là trứng vịt lộn nướng sốt mắm me các bạn ạ. Đây ở trên mâm của tôi đây là có các nguyên liệu, đây là trứng vịt lộn này. Và đây là nước cốt me này. Các gia vị kèm theo là nước mắm này, sa tế và ớt bột. Đây là ớt quả và đây là dăm. Đấy các bạn ạ. Trước khi để làm cái món này thì tôi làm nước sốt trước nhé. Bây giờ tôi sẽ hòa tất cả nước sốt vào đây. Để tôi sẽ đun lên. Đây là nước cốt me thì các bạn hãy nhớ là ta cho đủ định lượng đây. Và đây là sa tế. Các bạn cho một thìa ở đây. Đây tôi sẽ cho một thìa ớt bột nữa. Tôi cho mì chính. Các bạn cho mì chính chỗ này là vừa. Vì nước sốt của ta là nhiều mà. Vì sau này ta phải tưới vào cái quả trứng. Đây là nước mắm. Các bạn cho hết nước mắm này vào. Các bạn khoáng cho nó đều lên. Sau đó ta đun sôi cái nước sốt me này cho nó hợp lý. Xong rồi ta bỏ ra.
và đồng thời ta sẽ đun để ta luộc trứng. Như vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ gióm bếp lên. Tôi sẽ cho cái nước sốt vào đây để tôi đun sôi lên các bạn nhé. Đây các bạn ơi, tôi đã sôi rồi, mà sôi một được một lúc rồi các bạn. Đây, bây giờ tôi sẽ múc ra các bạn nhé. Như thế là thời gian này là được rồi. Nếu các bạn để lâu quá về sau này nó đặc quá, về sau này ta sẽ còn phải tưới vào trong trứng. Ta lại còn phải đem nướng nữa. Đây, bây giờ tôi sẽ múc ra bát. Đây, nước sốt me tôi đã làm xong rồi. Bây giờ tôi sẽ bắc nồi lên để tôi sẽ luộc trứng các bạn. Đây, tôi sẽ bắc cái nồi để luộc trứng lên các bạn. Đây. Các bạn nhớ là khi ta cho trứng ngay vào tôi luộc nước lạnh đi nhé. Khi sôi độ 10 phút thì các bạn sẽ để ngâm. Mà khi sôi thì các bạn phải đun nhỏ lửa để cho trứng nó không bị vỡ. Trong khi tôi đun thì các bạn ơi, tôi sẽ thái rau răm và thái ớt nhé. Ta thái nhỏ để sau đó ta rắc vào trong các cái bát trứng. Các bạn cho thêm độ mấy quả ớt tươi nữa. Đây là sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ mở vung như này. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, sôi rồi. Các bạn hãy nhớ là ta chỉ cho nhỏ lửa thôi để cho trứng nó đỡ vỡ. Các bạn hãy nhớ ta đun sôi 10 phút. 10 phút sau các bạn có thể dập lửa và ta để lồi tại chỗ và ta ủ lại. Đậy vung lại. Ủ vào cho 5 phút nữa là 15 phút. Thế như vậy là trứng chín rất vừa tới và ngon. Đây các bạn ơi, tôi ủ thời gian đã đủ rồi. Đây bây giờ tôi mình mở vung ra nhé. Mở vung ra để cho nó nguội bớt đi. Đồng thời tôi sẽ lấy cái môi lỗ để tôi cho trứng nó ra. Đấy. Các bạn để cho nó giò hết nước đi. Đấy, các bạn kê vào đây. Các bạn đổ lên giấy là nó sẽ thấm hết. Đấy là các bạn để gió này là nó sẽ khô. Đấy, tôi đã vớt xong. Bây giờ tôi sẽ chặt trứng cho vào luôn trong bát. Rất nóng các bạn. Đấy, các bạn phải làm cho nhanh. Các bạn tiếp tục chặt qua khác. Đấy, tôi đã chặt xong rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ tôi sẽ cho lên trên nò để tôi nướng. Đây các bạn ơi, tôi đã gióm bếp xong rồi nha. Bây giờ tôi sẽ cho lên đây để tôi nướng. Bây giờ tôi sẽ tưới nước sốt các bạn ơi. Đấy, các bạn để cho vào trong trứng này, để cái nước sốt này để cho nó ngấm vào trong trứng này. Cái nước sốt này này các bạn cho nó ra 2/3 quả trứng. Đấy, như vậy là cái nước sốt này tôi làm rất là vừa. Đấy, tôi cho đủ coi như cái trứng này coi như xong. Bây giờ để ta cho nó sôi sung sục lên thì nó sẽ ngấm. Các bạn hãy nhớ là vì tôi cho sa tế nó cũng có cay rồi.
Thế cho nên tôi chỉ rắc cho mỗi bát một miếng ớt vào đây. Bạn nào ăn cay nhiều thì hãy cho, bạn nào ăn cay ít thì không nên. Đấy. Rồi rồi tôi sẽ rắc rau răm vào đây. Đấy, ta rắc nó vào để trên này để lấy cái hương vị thơm nhá. Đấy, tôi đã rắc lên trứng rồi. Các bạn nhá, tôi để 2-3 phút như vậy là bây giờ đang sôi. Các bạn đã thấy nó sôi đều 2-3 phút rồi là các bạn bỏ ra là các bạn sử dụng coi thưởng thức được rồi. Để cho nước sốt me này nó ngấm vào trong quả trứng, lúc đó ta mới mang ra để thưởng thức nha các bạn nhá. Đây, bây giờ tôi sẽ cho ra đây các bạn ơi. Đấy. Thời gian này là đủ rồi, các bạn mà không cho ra là nó cạn hết nước. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong coi như thế là trứng vịt lộn nướng sốt mắm me. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Đây các bạn lại thấy không? Tôi đã nướng xong mà nó sánh lên như thế này rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức này các bạn. Trước khi thưởng thức các bạn sẽ dầm nó ra. Các bạn dầm cho nó hợp lý. Đấy, để cho nó quện cái nước me vào một lần nữa. Mặc dầu là ta đã để đun một thời gian là vào khoảng 2 phút đi này. 2-3 phút. Đấy, bây giờ các bạn sẽ cho thêm các cái gia vị, ví dụ như chẳng hạn như gừng này. Đấy, các bạn lại cho thêm gừng này. Đấy. Các bạn ăn thêm răm thì các bạn cho thêm răm, còn tôi cũng đã cho, nhưng mà cho mới chỉ là cho ít thôi nhá các bạn. Đấy, nếu mà mùa đông thì các bạn ăn có thể nhiều răm hơn, nhưng mùa hè các bạn chỉ ăn vừa phải thôi. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Rất là vừa ngon các bạn ạ. Chua chua cay cay ngọt ngọt. Đậm đậm, vừa phải các bạn. Các bạn có thể ăn kèm theo cả dưa chuột. Cái món này là cái món thường xuyên mà các bạn hay ăn vào những buổi sáng. Thế nhưng hôm nay thì tôi làm nước sốt me. Còn trứng vịt lộn thì các bạn đã biết rồi. Có thể là các bạn luộc lên để ăn, hoặc là có thể các bạn nướng. Đấy, tùy theo ý thích của mỗi bạn. Thế nhưng hôm nay tôi làm nướng sốt mắm me như thế này thì ăn nó có cái thú vị riêng của nó các bạn ạ. Ăn nó có một vị chua chua, nhưng chua chua và vừa phải. Nó có cay cay một chút. Nó lại cần đậm đậm ngọt ngọt. Như thế này là ăn rất hợp khẩu vị. Các bạn pha nó vừa hợp lý thì các bạn vừa ăn vừa húp cái nước xanh xanh này rất là hợp lý các bạn. Ôi ngon quá các bạn. Vì tan cả nước sốt me vào nó có một độ chua mát. Không có chua gắt, chua dịu. Vì các bạn nhớ là ta phải pha trộn nước làm sao cho hợp lý. Tan nó có vị mát, vị đậm, vị vừa phải, cay vừa. Như vậy rất là ngon các bạn. Các bạn hãy nên cố gắng làm thử đến một lần nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì các bạn hãy có món gì về riêng thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của bạn. Bây giờ tôi sẽ xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gặp lại các bạn vào clip sau.